Lịch sử hình thành và phát triển Bệnh viện 175, Bệnh viện Trung ương Quân đội 175 tọa lạc tại số số 786 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bệnh viện 175 ban đầu có tên là Viện Quân y 175, sau đổi tên là Bệnh viện Trung ương Quân đội và giờ là Bệnh viện 175. Đây là bệnh viện trực thuộc của Bộ Quốc phòng Việt Nam được hợp nhất từ ba bệnh viện đó là K116, K72, K59. Nhiệm vụ chính của bệnh viện chính là khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao đảng nhà nước và các đối tượng khác. Bệnh viện 175 ra đời ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng ngày 26 tháng 5 năm 1975 từ ba bệnh viện K 116, K 72, K 59 và một số đội điều trị với tên gọi ban đầu là Viện Quân 175 Nhân dân tệ phát triển thành bệnh viện 175 ngày này. Viện Quân 175 Nhân dân tệ hình thành làm nhiệm vụ tiếp nhận cứu chữa thương binh bệnh binh và giải quyết di chứng vết thương chiến tranh. Từng bước xây dựng thành bệnh viện tuyến cuối của quân đội phía Nam ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975 đến ngày 24 tháng 9 năm 1977. Từ tháng 9 năm 1977 đến 12 năm 1989, phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, tiếp tục xây dựng bệnh viện theo hướng cách mạng, chính quy, tình nguyện, từng bước hiện đại, từ 1990 năm 2000, đổi mới toàn diện, vững chắc, xây dựng bệnh viện làm nhiệm vụ bệnh viện tuyến cuối, trung tâm y học quân sự ở phía Nam, tham gia chương trình y tế chuyên sâu của ngành y tế nhà nước. Từ năm 2001 đến nay, bệnh viện 175 đã dần được hoàn thiện và xây dựng chuẩn thành bệnh viện loại A, đây cũng là tuyến cuối nghiên cứu y học quân sự của Bộ Quốc phòng ở phía Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh chức năng là trung tâm nghiên cứu y học quân sự, cơ sở đào tạo sau đại học của Bộ Quốc phòng Bệnh viện Quân y 175 còn được giao nhiệm vụ là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối của toàn quân, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước, tổ chức khám, thu dung, điều trị bệnh nhân là quân nhân thuộc khu vực phía Nam, tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế cho nhân dân, đặc biệt bệnh viện được giao nhiệm vụ triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, bảo đảm cấp cứu Thu dung điều trị cho lực lượng quân đội và nhân dân Trường Sa và quân đội Hoàng gia Campuchia. Xây dựng trở thành bệnh viện đặc biệt năm 2020 với quy mô 1.000 giường kế hoạch, số giường bệnh thực kê là 1.400 giường. Bệnh viện đang triển khai xây dựng mới, viện chấn thương chỉnh hình 500 giường đang giai đoạn hoàn thiện và bệnh viện đa khoa 175, 1.000 giường. Hiện nay mỗi ngày bệnh viện điều trị từ 2.000 2.400 bệnh nhân ngoại trú và khoảng 1.300 bệnh nhân nội trú thực hiện cấp cứu khẩn cấp khoảng 130-140 ca, hiện có khoảng 200.000 thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện quân y 175, là một bệnh viện đa khoa với biên chế 14 khoa nội, 11 khoa ngoại, 10 khoa cận lâm sàng, 2 trung tâm, một viện với 1.527 cán bộ nhân viên chuyên môn, đồng thời với đầu tư trang thiết bị hiện đại, bệnh viện đã thực hiện đầy đủ các kỹ thuật chuyên khoa theo phân cấp nhiệm vụ, nội, ngoại khoa, chuyên khoa, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, đồng thời phát triển các kỹ thuật mới chuyên sâu như điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn ITTRIUM90, điều trị tiêu sợi huyết đường TM trong đột quỵ nhồi máu não cấp, với mục tiêu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2020. Bệnh viện quân y 175 đã và đang thực hiện nhiều dự án lớn. Đáng chú ý là dự án bệnh viện đa khoa 1.000 giường bệnh, viện chấn thương chỉnh hình 500 giường bệnh, trung tâm ung bướu, trung tâm cấp cứu tai nạn giao thông, trung tâm phục hồi chức năng, viện điều dưỡng trung tâm sản, nhi và nhà tang lễ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối của thành phố. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đào tạo Đại Hương, điện thoại 09 321 383 chuyên tư vấn và đào tạo, ISO, HACCP, GMP, 5S, Việt Gáp, phòng sạch, chuẩn hóa quy trình. Hân hạnh kính chào quý thính giả.